Ai chim cu... Quậy! Thằng quậy! Về ngay! Cụ Tránh gọi mày! Về ngay đi! Mày làm cái gì thế? Tôi đang giữ con chim, nó vừa mới sổng ra. Về ngay, về ngay! Cụ Tránh đang gọi mày đấy. Mày mà để cụ Tránh chờ ấy à, mày rũ đòn đấy. Thế ông giữ hộ tôi một cái. Được rồi. Khóc lóc cái gì đấy, đi về nhanh lên. Nhanh lên. Tiên sư thằng quậy nhá. Mày lừa ông hả? Thằng kia, mày lừa vua trốn lính, dối cha bịp bợm loạn xóm loạn làng, tao bắt vào mày. Bồng cụ lớn à, con đang muốn tìm cụ lớn để xin đăng lính. Láo, mày đính bịp cả tao nữa. Bẩm cụ, con bây giờ tứ cố vô thân, con đang thích đăng lính để được hàng tháng cụ cho người gánh gạo nuôi lương đấy à. Cho mày vào lính để mày làm loạn hả? Giờ cái thần xác mày, lần này thì mày đừng có hòng mà thoát tay tao. Dạ bẩm cụ Tránh ạ, thừa lệnh cụ, con đi bắt thằng quậy, nó lại lừa con để con vô về bãi cất trâu. Tao thì đây ông bôi đi. Ông bôi đi, ông bôi đi, ông bôi đi, ông bôi đi. Bẩm cụ. Ôi. Thằng quậy, mày lừa nổi được nhiều người rồi. Bây giờ thử tao xem. Không lừa được tao, tao bắt ra mày. Thế nếu con mà lừa được cụ thì sao? Mày lừa được tao thì tao tha, tao lại còn thưởng cho 5 quan tiền. Cụ Tránh làm gì có tiền mà thưởng. Cái thằng láo, tao thì... Thôi được. Bà Bảy đâu? Bà Bảy! Dạ. Mang cho tôi mượn 5 quan tiền để tôi xem thằng này tài giỏi đến đâu. Để nồi khoai đấy. Bây giờ tao đứng ở chỗ này, mày mà lừa nổi tao ra cổng, tao không những tha mày mà tao còn thưởng cho mày 5 quan tiền. Nào, có thằng này làm chứng đây. Thế thì khó quá. Sao? Cụ thì đứng ở đây, cụ thì biết trước rồi, mà có bà Bảy đứng bên cạnh. Thế thì làm sao cháu lừa được cụ ra cổng được? Bây giờ cụ đi ra cổng thì cháu lừa được cụ vào trong nhà ngay. Thôi được, được. Được. Tao ra cổng xem cái tài mày đến đâu. Nào. À, thế là con lừa được cụ Tránh rồi nhá. Cụ cho con xin tiền con về ạ. Cụ cho con xin tiền ạ. Thằng này láo nhỉ. Không được. Mày phải lừa được tao lần nữa. Bẩm cụ lớn, con mệt quá, để ông khác ạ. Hôm nay người con phải cảm, đầu óc âm u. Không được, mày phải lừa tao ngay bây giờ. Tuấn Ninh đâu? Cụ cho con xin một tí dầu gió, hay cụ đun ù cho con ấm nước sông, con sông một cái cho nó khỏi ra mồ hôi, hết cảm con xin lừa cụ tiếp ạ. Có nồi khoai vừa luộc đây này, để tôi đi lấy cho cái chăn. Thế nào? Mày khỏi chưa? Quậy!
thế nào? Dạ. À, thế là cháu lừa được cụ Tránh vào sân rồi nhá. Cụ cho cháu xin túi tiền cháu về. Thằng này láo, thằng này láo. Ôi giời ơi, nó ăn xong rồi nó ấy vào đây đây này. Thằng này láo thật. Tuấn Linh đâu? Dạ. Đuổi theo, bắt cổ nó lại, dần chết lên đi cho tao. Dạ vâng. Đuổi theo. Dạ. Nhanh lên. Đứng lại. Đang quậy, đứng lại. Mày ăn đi. Đã bảo không là không. Có chết đói em cũng không ăn bằng cái tiền đi bịp người ta. Định nhịn đói đến chết à? Chim bẫy được, cá câu được, còn tiền kia ai thèm? Vẫn còn nguyên đây này. Mà đâu phải là lừa, tiền thưởng đấy. Hôm ấy mà tôi không thắng lão Tránh thì lão gông cổ tôi rồi. Tiền cưới đấy. Anh biết Lệ làng mình phải mất bao nhiêu bị tiền kia không? Mấy vạn gạch lát đường làng, còn tiền công nữa. Không nộp treo, không lấy được chồng. Tôi rể làng, treo treo cái gì? Bàn dân nhất loạt quỳ xuống. Thế tuyên đọc thánh chỉ. Bàn dân nhất loạt quỳ xuống. Thế tuyên đọc thánh chỉ. Cổ Vũ thì mây, ra ngoài quỳ ghe cho gió. Lệnh truyền viên Chánh tổng sở tại. Tuyên đọc. Thầy đọc giúp em. Muốn chém đầu hả? Dạ. Thánh chỉ viết toàn bằng chữ nho. Có đọc chúng mày cũng không hiểu nổi. Tao dịch nôm na cho mà nghe. Tức thị là U Vương mà dân chúng mày vẫn gọi lão là vua ngồi. Cứ 3 năm lại một lần chuyển đổi cung phi. Nay đến lượt tổng ta phải tiến cung một chính nữ. Tức thị là con mây. Từ nay chúng mày phải gọi là bà Vũ Thị Mây. Đẹp nhất tổng. Coi như là phải tiến kinh ngay. Chậm trễ chém đầu. Chém đầu 3 họ. Bây giờ lính phủ khiêng bà Mây ra bến, đi đò dọc về kinh. Ở kinh có kiệu. Xong. Tiền thuê lính phủ khiêng, tiền cơm nước, châu thuốc, 5 quan tất cả, gia chủ chịu, thôi khanh đi. Oh.
quan đi. Về. Hay cái bọn này sân cứ lãng nhặng cái. Về, về. Đấy, chúng mày, ông cua cổ chúng mày lại bây giờ. Về. Cho chúng con được tiến bà mây một chút đi chứ. Thôi chết rồi, đứa nào đẩy thuyền ra sông rồi. Ông tránh cho người kéo thuyền vào đi. Không có đứa dân nào cả. Để tôi gọi. Thôi, ông đi gọi thì đến bao giờ? Ông xuống đi. Tôi chứ còn gì nữa. Cởi quần áo ra, nhanh lên. Xuống đi. Nhanh lên. Đi. Ghé lưu đường. Đi. Ôi. Ôi. Không có cái sào nào cả. Ông cài ơi, không có sào. Hai thằng kia, đặt bóng xuống, đưa cái đòn cho nó. Ra kéo thuyền vào, nhanh lên. Đi đường kia, còn thằng Giao, theo tao. Nhanh. Bác ơi, bác đừng nói tôi ở trong này nhá. Ừ, vào đi. Có thấy thằng quậy đâu không? Dạ không ạ. Anh không giấu nó đâu. Thầy vào mà xem. Cậu vào mà xem, có ổ chó đẻ thôi. À, nó đây rồi, lại đây đây.
đâu? Có thấy thằng quậy đâu không? Dạ thưa ông, tôi không biết ạ. Kia rồi ông cái ơi, thằng quậy kia rồi, thằng quậy quay xong kia rồi. Thằng quậy kia, mày này. Không mang mà mày lên bò, tao giết mày. Thằng quậy mày mày lên. Bà mày làm sao thì mày chết với tao. Lùi lại nào. Mấy thằng kia bơi đuổi theo mày. Ôi trời, thôi chết rồi, chúng mày vớt bà mày lên đi, đi xuống. Dạ bấm không thấy thằng quậy với cái mày đâu ạ. Đốt cả làng. Tôi Ninh đâu? Đuổi ra làng đi.
Nhanh nhanh lên bà. Ôi chú ơi, Tim ơi. Ôi chú Tim ơi. Ôi chú Tim ơi, cháu có tội tình gì đâu mà bắt cháu như thế này. Chú ơi, tha cho cháu. Cháu có tội tình gì đâu ạ. Chú ơi, Tim ơi, tha cho cháu. Cháu lại chú ạ, cháu lại Tim ạ. Tim ơi, cháu chưa rồi. Cháu chưa rồi ạ, cháu lại Tim ạ. Thôi bà về chăn trâu đi. Chú ơi, để tôi kéo ra khúc sông nào vắng. Chú ơi, cháu lại Tim ạ. Ném xuống sông cho chết tiệt cái giống lừa đảo. Chú ơi, đừng giết cháu ơi. Tim ơi, cháu lại chú rồi. Cháu lại Tim. Mày cấm mồm đi. Mày chết với bà nhá. Tim ơi, đừng giết cháu. Tim ơi. Tim ơi. Chú ơi, chú ơi, chú đừng giết cháu. Chú ơi, chú đừng giết cháu. Chú dừng lại cho cháu nói một điều thôi. Cháu nói một điều thôi. Bấy lâu nay cháu lừa chú Tím đã nhiều. Nay chết là đáng tội rồi. Nhưng cháu còn để quên quyển sách nói láo ở trên gác bếp. Mất sách cháu không kiếm ăn được. Hồn cháu không siêu thoát được. Cứ luẩn quẩn ở đây để báo hại chú Thím không nỡ. Chú nể tình máu mù ruột già, về lấy giúp cháu quyển sách. Nhớ, chú nhớ. Được, ông về lấy cho mày. Nhưng đừng tưởng ông sợ. Ông mà yểm bùa, đố mày oán được đấy. Ôi, bố ơi, sao thân con khổ thế này?